จะดำเอาเอาหรือเปล่าก็จริงก็จริงcái này là thải tại biển nó để lại cái biển của Đà Nẵng còn cái nhu cầu đây nhu cầu bên kia cái này là gỗ thành này gỗ thành hà cái này là gỗ không nung mà em chỉ phơi khô thôi còn cái này gỗ đã nung rồi cái này dưới nước không chảy đâu đấy là khô rồi mới dễ vỡ hơn là cái gỗ đã nung đây bọn mình vẽ là vẽ theo địa hình của Đà Nẵng luôn á chỉ có bên này là Hải Vân cái này là Sơn Trà và cái biển này nó sẽ cong lại như này cứ vịnh vậy đó và giữa này là cửa biển Nam Ô ở trên này có một cái app là app Archivai hay quá cái này là chùa cầu Hội An vẽ theo truyền thuyết là con cá tê ở Hội An. À, đấy, con cá tê là con cù á, hay là con cù đó, con cù đó, con cù cá tê đó, con cù đó. Hay quá ha. Đó là con cá tê mà qua Việt Nam mình gọi là con cù, cù là lớn đó. À, dạ, nếu mà mình gọi con cù thì nó dễ. Thì có thể nói là cá tê thần đó. Hay là cái người là người Nhật người ta xây là đây người ta quan niệm về một con cá tê. À. Nhưng mà Việt Nam mình thì không gọi là hay gọi cá tê nó phức tạp gọi là con cù là cái con bự bự á. Với lại con cù nghe nó dân gian hơn nữa. Dạ đúng rồi. Em thấy cảnh gì rồi Hương? Cái chùa. Cái đó là ở đâu vậy? Dạ, chùa Tam Thai ở Quỳnh Sơn. Chùa Tam Thai ở Quỳnh Sơn nè. À, chùa Tam Thai là do vua Minh Mạng đặt đó. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Đây là một cách kể chuyện rất là thú vị và mới lạ. Đúng rồi. Đúng không? Đó là bà công chúa em vua Minh Mạng. À, truyền thuyết đó là có một bà công chúa em vua Minh Mạng là muốn đi tu thì Minh Mạng bảo là ok xây một cái chùa. Xây chùa Tam Thai cho bà. Công nghiệp này là nó bắt đầu lâu chừng là cũng lâu rồi. Cái này thì thật ra tức là bên cái bên mà Activa công ty mà làm cái này nó đang bị database đang bị sụp á. Tức là người ta đang đóng thị trường châu Á. Thì em phải cứ mail riêng năm nay là chỉ mới cho em thôi thì tao mượn em. Anh cũng có biết cái này qua lòng bà. Thôi ai chịu đúng rồi.